Xuân đã về rồi, các bạn ơi. Đây, bên đây nó có một cái loại cây bông vàng vàng như thế này nè, rất là đẹp. Nó nhìn giống như bông mai nhưng mà không phải bông mai. Đây, ta nguyên một cái khu vườn Avico cực kỳ đẹp. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi như thế này. Đây là bông hoa Avico. Nó mới vừa nở luôn. Thì giờ mùa xuân thì có cái này là đẹp nhất. Chưa nở rộ, để khi nào nó nở rộ mình sẽ quay kỹ cho các bạn coi. Đây là nụ của nó đây nè. Có vẻ hàng bên kia nở nhiều hơn. Qua bên kia quay. Đây, ta. Quá đẹp. Có vẻ cái này được nó sớm nè. Ta-da. Hoa nó trắng muốt luôn. Giờ buổi sáng. Nhất là thích những cái cảnh như thế này. Thì cái này là cây Avico, thì trái này gọi là trái Avico, thì trái nó rất là lớn. Sau khi mà nó chín xong á thì cỡ bằng một ngón tay cái của mình vậy đó. Ý ngón chân cái chứ. Hoa rất là đẹp. Như thế này đây. Thì mình quay cận cảnh. Hàng bên kia cũng nở nhiều lắm rồi. Có hàng bên đây thì chưa được nở nhiều, chưa có nở nhiều. Nhìn rất là đẹp. Có cái chùm ấy nhìn dễ thương đi. Bên đây thì chưa nở nhiều, chứ bên đây thì có vẻ nở cũng khá khá. Cái này tầm khoảng chừng một tuần nữa là nó nở đầy hết trơn, nguyên một cái hàng rất là dài. Nhìn cực kỳ đẹp. Nhìn cái bông này nhìn dễ thương ghê không? Nó chím chím nhìn cực kỳ là dễ thương. Con dơi cũng vậy nè. Quay phim mà sợ mấy cái con ong nó chích ghê, bay vù 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 trên đầu. Quá đẹp quá. Dễ thương ghê. Rất là đẹp. Okay. Mình sẽ đi ra đi làm thôi.
Bên đây cũng đẹp này. Đẹp quá, có con ong nữa nè. Gần thôi nó chích. Tá, đẹp quá. Wow, nhìn dễ thương quá. Cũng mới vừa nở được 2 3 ngày thôi. Cái hoa này nó rất là ngộ bởi vì nó nở tầm chừng đúng 1 tuần lễ hơn. Trong vòng 1 tuần đến 2 tuần là nó sẽ tàn. Cho nên phải đi đúng thời điểm, đi đúng thời điểm thì không có thấy nó nở. Cận cảnh đây. Ta-ta. Đẹp quá. Đây bên đây nở rất là nhiều. Như đây nè. Đây có vài chiếc lá này. Thì đây là trên con đường mình đi làm. Đường cũng khá là vắng. Hai bên đường này á, là những căn nhà kiểu nếu mà biệt thự thì không phải biệt thự, kiểu là nhà riêng, nhưng mà nhà họ rất là rộng, họ có một khu vườn cũng rộng và họ thường trồng những cây lê, cây abrico hay là một số là cây cảnh khác. Nhưng một cái điểm mắc cười đó là khi mình đi làm về trễ tầm khoảng chừng là 9 giờ tối thì cửa thì họ vẫn mở, xe thì vẫn trong nhà, cửa sổ cũng mở luôn mà nhìn vô tối thui. Mình nói đùa là có thể bên đây nó toàn ăn tối, chắc nó xuống bon ke nó ăn tối luôn chứ nó không ăn tối ở trong phòng khách. Chỉ là nói đùa thôi nhưng mà một điểm mắc cười nó như vậy. Cảnh rất là đẹp. Có một cái căn nhà ở phía trước ở đây nè, căn nhà của hai ông bà lớn tuổi. Thì cái phong cách xây á, như các bạn thấy cái mái nhà nó có một cái cắt ngay chỗ cái góc á. Thì cái cách xây của mái nhà này á, đó là của Đức. Và nhà của ông bà rất là dễ thương, có một khu vườn nhỏ. Kế bên thì họ thường trồng những cái cây bí. Vô xuân thì họ trồng cây. Và tới mùa hè là có rất là nhiều loại cây. Như là cây bí nè, cây cà chua nè, và một số là cây cây khác. Mùa xuân thì nó có một cái cây vàng rực như thế này mình rất là thích. Thì cái cây này nó nhìn nhìn thấy nó là tự nhiên thấy xuân tới rồi, giống như là một cái cây mai. Nhìn rất là đẹp. Đó, căn nhà này kiểu xây kiểu của Đức. Nếu các bạn nghe kỹ thì nó có cái tiếng chim hót líu lo vào mỗi buổi sáng. Rất là thích.
Mình rất là thích cái góc sắp sửa đi tới phía trước đây nè. Ở đây nó có cái góc ở phía trước là cái ngã rẽ để mình quẹo đi qua bên cái lab của mình làm. Và cái ở phía trước nó có hai cái cây thông, chính giữa nó có một tảng đá nhìn khá là ạt, rất là đẹp. Ở Thụy Sĩ thì thích cái tính cái cách yên bình của nó cứ nhẹ nhàng, nhưng mà được một cái thì nó làm tới đâu thì nó chắc tới đó, và nó có một sự công bằng và dân chủ ở trong đó. Có như cái cây này nè, rất là thích, dễ thương gì đâu, nhìn rất là đẹp, và ngồi dưới cái bóng mát của nó mình cũng rất là thích luôn. Hồi nãy mình có quay cái bông là bông abrico, thì sắp sửa sau cái bông abrico là sẽ có cái cây cherry, thì abrico nở trước, cherry nó sẽ nở sau. Đây ta mình không biết cây này là cây gì nhưng mà nó rất là đẹp. Còn một loại cây nữa, thân nó đỏ và lá, thân nó đỏ và lá nó màu xanh. Đây ta lần nữa dừng rực luôn. Đẹp quá. Dưới ánh nắng nhìn nó rất là lung linh. Mình đi tiếp. Lát mình làm. Chứ mình cũng mình nhầm. Cổng hoa này nhìn đẹp không? Đây. Và đẹp.